Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Tuất tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cao Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Và ngũ hành niên mệnh Hoa xuyến kim, ngày Canh Tuất tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Và nạp âm Hoa xuyến kim, kỷ tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi và Tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Mã hay là gọi là sao Lộc Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Cửu Không kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Bạch Hổ kỵ về an táng, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tự an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2023. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của bạn ngày hôm nay. Và ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì có được cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với những cố gắng, công sức của mình bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và với bạn tuổi Tý, hãy coi đây như là động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, cái nguồn tài lộc của bạn tạm thời không phải là nỗi lo của bạn, cũng không vì thế mà bạn chi tiêu phung phí. Có lẽ với bạn tuổi Tý nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về cách chi tiêu và quản lý về tài chính của mình sao cho hợp lý hơn nữa nhé. Ngày này, bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm tới các vấn đề của gia đình mình nhiều hơn. Và nếu như có khúc mắc nảy sinh giữa hai vợ chồng thì với bạn tuổi Tý không nên lờ đi mà đôi bên cần phải thẳng thắn để trò chuyện với nhau để tìm ra cách tháo gỡ những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý
thuộc mệnh kim nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, nguồn tài lộc có được sự dư dả, không phải lo túng thiếu về tài chính. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa nên dành nhiều thời gian quan tâm tới các vấn đề của gia đình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ cần phải xây dựng cách chi tiêu và quản lý tài chính sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, vợ chồng có khúc mắc nên thẳng thắn trò chuyện với nhau. Và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, với nhau phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có hình hại đặc quyền. Điều này làm cho bạn tuổi Sửu sẽ gặp những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục về giấy tờ. Và lúc này với bạn tuổi Sửu đòi hỏi bạn cần phải hiểu về tình hình và cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn hơn chứ không phải là nổi nóng, ăn nói hồ đồ và làm hỏng việc nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ đưa tới rất nhiều các chi tiết nhỏ nhặt góp mặt vào các vấn đề trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu, nếu như muốn yên bình thì đừng có quá quan tâm tới chúng. Với những thứ lặt vặt như thế này sẽ tự khắc đâu vào đó. Do đó, với bạn tuổi Sửu, bạn nên tập trung nhiều vào bức tranh tổng thể thì tốt hơn. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nhất là các yếu tố về thời tiết trong ngày hôm nay cũng khiến cho bạn rất dễ bị mệt mỏi, cơ thể uể oải. Với bạn tuổi Sửu, hãy thử tập những bài tập nhẹ nhàng để thay đổi về trạng thái, đừng có nằm quá lâu sẽ khiến cho bạn trông rất thiếu đi sức sống nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim cần phải tập trung và tỉnh táo khi xử lý công việc, mọi thử thách sẽ sớm đi qua. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy cần phải cẩn trọng khi đầu tư về tiền bạc vào những dự án tiềm ẩn rủi ro. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa đề phòng có kẻ tiểu nhân giăng bẫy để hãm hại. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và củng cố tình thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt sao cho phù hợp, nâng cao sức khỏe cho bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dần Tuất bán hợp. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được một ngày gặp nhiều may mắn tới với mình. Và ngày này với bạn tuổi Dần, đây là ngày mà bản mệnh có được những nguồn thu nhập mới, dù ít dù nhiều cũng đủ để cho bạn giải quyết các vấn đề cấp thiết trong khoảng thời gian hiện tại nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Điều này làm cho bạn cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Nếu như không muốn vướng vào những phi vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân, và việc này sẽ gây ảnh hưởng không hề tốt cho sự nghiệp tương lai của bạn về sau này nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người nhà lại không được như ý muốn, và nguyên nhân có thể là do đôi bên đang có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Và với bạn tuổi Dần, không nên khăng khăng theo ý kiến của riêng mình mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý bạn tuổi Dần nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có được nguồn thu nhập mới để giải quyết tình hình hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ với người nhà gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc có điềm báo họa thị phi, tranh chấp với tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim không nên khăng khăng làm theo ý muốn của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 85, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày rất có thể sẽ xảy ra khẩu chín, nhưng may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở, cho nên với bạn tuổi Mão dễ tìm được tiếng nói chung, có người hiểu hết được các câu chuyện mà bạn nói ra, thậm chí họ còn có thể đưa ra cho bạn những gợi ý vô cùng là khôn ngoan nữa. Trong ngày thứ tư này, với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể đẩy nhanh tốc độ công việc ở mức cao trong ngày. Và bạn tuổi Mão có thể xử lý một khối lượng lớn về công việc khi có được động lực và mục tiêu rõ ràng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Do đó, với bạn tuổi Mão không được chủ quan, lơ là, bạn chớ nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể dù là đau xương khớp. Nếu như cần thì bạn nên sớm đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời bạn tuổi Mão nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có được cơ hội thăng tiến, thanh thang rộng ra trước mắt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc được hanh thông, suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên tác động lên vị trí bụng ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đừng có bỏ lỡ cơ hội để thể hiện bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chớ nên lơ là, thiếu quan tâm tới nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành lục xung, điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay mọi thứ khá mong manh, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài. Và thực ra một phần là vì với bạn tuổi Thìn đang thiếu đi kế hoạch cho nên dễ bị sao nhãng mà thôi. Và mỗi khi bạn có chiến lược và mục tiêu cụ thể rõ ràng thì sẽ tránh được việc lãng phí về thời gian cho những việc không đâu. Với bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nhạy cảm khiến cho bạn cảm thấy những dấu hiệu không ổn dưới sức ảnh hưởng của tỵ kim gây ra. Và bạn tuổi Thìn, bạn không vui vẻ cho lắm với mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay. Thậm chí với bạn đang quay lưng với mọi người vốn đồng hành với mình. Cho nên với bạn tuổi Thìn cũng cần phải kiềm chế về cảm xúc, chứ đừng có vượt qua ranh giới trong ứng xử với mọi người bạn tuổi Thìn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy việc tập luyện thể dục thể thao là cần thiết đối với bạn. Nhưng với bạn tuổi Thìn cũng đừng vì thế mà chọn những bài tập quá sức. Bạn cần phải lượng sức mình và ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, hiệu quả và phù hợp với mình nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, đừng có tự độc hành hơn nữa, bạn hãy hòa mình với sự phát triển chung của tập thể. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có được quý nhân phù trợ, thành công nối tiếp thành công. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, các chuyện tình cảm không được mấy tốt đẹp
Mậu Thuận triển mình, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, sức khỏe là vốn quý, bạn nên trân trọng và yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, công việc được thuận lợi, mưu sự dễ thành. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh và đây là dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Tỵ trên con đường công danh sự nghiệp của bạn ngày hôm nay. Và đặc biệt là đối với những ai làm trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, khoa học, nghiên cứu, dịch vụ, bạn mệnh nhận được sự tin tưởng của nhiều người trong ngành nữa. Với bạn tuổi Tỵ, bạn có được đầu óc thông minh, nhạy bén. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tích cực tận dụng điểm mạnh của mình trong công việc và tin rằng mai này bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ khó ai có thể sánh bằng. Tài lộc của bạn cũng từ đó mà tự nhiên kéo đến ầm ầm nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bầu không khí gia đình của bạn cũng đang vô cùng là hòa hợp. Vợ chồng luôn tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc và đây cũng là một trong những lý do khiến cho bạn cảm thấy vô cùng là hạnh phúc và may mắn vì đã gặp được người ấy nữa rồi. Vài câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, người làm nghề nghiên cứu, khoa học, dịch vụ có được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, công danh sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, tài lộc hứa hẹn hanh thông nhờ có sự thông minh và nhạy bén. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nên tích cực tận dụng điểm mạnh để phát huy năng lực của mình hơn nữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vợ chồng đồng lòng, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 32, số 66, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của các cặp đôi đang trải qua một ngày được thăng hoa rực rỡ. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn và nửa kia của mình đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng là êm đềm. Bạn cũng biết trân trọng sự quan tâm, tinh tế mà nửa kia đã dành cho mình nữa rồi. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang có được báo hiệu những vấn đề liên quan nhiều tới một bước tiến nào đó trong sự nghiệp. Cái điều này cũng khiến cho bạn cảm thấy vô cùng là bận rộn. Tuy nhiên, bạn cũng đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh sẽ dự báo cho bạn về kết quả sẽ khiến cho bạn cảm thấy hài lòng, dù bạn phải hy sinh khoảng thời gian cá nhân của mình đi chăng nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có thổ hỏa tương sinh. Điều này cho thấy sức khỏe của bạn càng ngày càng được cải thiện tốt hơn nhờ bạn biết sống chậm lại, thông minh hơn trong việc lựa chọn nên tập trung sức lực vào đâu và nên dành cho mình khoảng thời gian cho việc nghỉ ngơi cần thiết nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nhận được những thành quả xứng đáng với năng lực, công sức mà mình bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, đừng có vội buông xuôi khi vấp phải những vấn đề khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tiếp tục phát huy thế mạnh của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 93, giờ tốt
từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay dễ gặp phải nhiều trục trặc, mọi chuyện khó có thể được tiến hành đúng theo như kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước đó, khiến cho bản mệnh cảm thấy buồn bực và chán nản. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, về tình hình tài chính của bạn cũng không được mấy khả quan, có thể một phần không nhỏ là do kiếp tài gây ra. Và dù không rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, song với bạn tuổi Mùi cũng khá chi là lao đao với các khoản chi phí bất ngờ phát sinh nữa. Theo vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, và đây còn là điềm báo sức khỏe của bạn đang có vấn đề, dễ mắc phải các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh về dạ dày. Bạn suy nghĩ căng thẳng kéo dài có thể khiến cho bạn bệnh bị đau dạ dày hay là bị dạ dày trở nặng, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim sinh ra chán nản vì mọi việc không diễn ra như kế hoạch ban đầu. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sự nghiệp gặp trục trặc, có nhiều vấn đề phải lo nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, lao đao vì các khoản chi phí bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, về tình hình tài chính không được mấy khả quan. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chú ý giữ gìn về sức khỏe, tránh để cho đầu óc căng thẳng kéo dài. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 69, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là ngày hôm nay bạn nên dành thời gian để ở bên những người mang lại cho bạn những rung động về cảm xúc tích cực nhất, tuyệt vời nhất. Với bạn tuổi Thân, có thể tạm hoãn các vấn đề thực tế lại và dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, thư giãn bên người thân trong gia đình hay là bạn bè cho đến khi mọi việc ổn thỏa nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tín hiệu vui trong mối quan hệ về tình cảm. Với bạn tuổi Thân, hãy ở bên bạn bè cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện vui vẻ. Với những khoảnh khắc thư giãn này sẽ giúp cho tinh thần của bạn được xoa dịu, khiến cho tâm trạng của bạn được thoải mái hơn rất nhiều nữa. Ngày này, bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ hậu thuẫn rất nhiều cho uy tín của bản mệnh, nhất là trong giao dịch liên quan tới vấn đề về tài chính, về tiền bạc. Và với bạn tuổi Thân, luôn cố gắng giữ chữ tín, cho dù bản thân bạn có phải chịu thiệt thòi một chút so với những người khác đi chăng nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vận may kiếm tiền xuất hiện, bạn đừng có bỏ lỡ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chớ có vội bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tình cảm gia đình có nhiều xáo trộn, bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, các mối quan hệ xã giao có nhiều mâu thuẫn, tiến độ công việc bị chậm lại. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 57, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội xuất hiện.
Và đây là lúc với bạn tuổi Dậu, bạn đang có được một ngày dễ chịu, nhất là khi bên bạn đang có được sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình, bạn bè và người thân. Với bạn tuổi Dậu, bạn sẽ có thêm được động lực thông qua sự chia sẻ và chị dặn tận tình nhất của những người có kinh nghiệm ở bên mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, và đây cũng là lúc với bạn tuổi Dậu nên sống chậm lại một chút. Nếu như có bất cứ hồ nghi hay là trăn trở nào trong ngày hôm nay thì bạn không nên giữ im lặng mà hãy xem xét mọi việc và xử lý chúng sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bạn cũng không nên sống quá cảm tính, như thế với bạn rất dễ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ hỗ trợ để cho sức khỏe của bạn mệnh được tốt hơn mỗi ngày. Có thể là vì trong khoảng thời gian này, bạn mệnh đã quan tâm nhiều hơn tới chế độ ăn uống đa dạng, phong phú và không quên có kế hoạch tập luyện thể dục thể thao đều đặn để nâng cao sức khỏe cho mình nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình hay là nửa kia của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, sức khỏe không được như mong đợi, bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, cần phải cẩn trọng trong từng hành động, kẻo lại vướng phải những rắc rối. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân, chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất ngày hôm nay có được sự vững vàng và kiên quyết theo đuổi mục tiêu mà mình đã đề ra. Với những khó khăn ở phía trước không khiến cho bạn mệnh sờn lòng, mà còn ngược lại, với bạn tuổi Tuất càng thêm quyết tâm để phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành lấy thành công ở phía trước cho mình. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, tinh thần làm việc của bạn rất hứng khởi, là một trong những bí quyết để cho bạn chiến thắng được những khó khăn trong công việc. Bạn tuổi Tuất cũng hiểu rằng luôn tạo ra cảm hứng và làm mới bản thân mình, đúc rút kinh nghiệm từ những người đi trước và những thất bại ở trong quá khứ luôn là cách giải quyết khủng hoảng tốt nhất cho mình nhớ nhá. Ngày này, bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, và đây là dấu hiệu cho thấy với bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới bản thân mình, bởi sức khỏe của bạn đang gặp phải vấn đề. Ăn uống kém ngon miệng, ngủ không ngon giấc khiến cho bạn mệnh sinh mệt mỏi, sức đề kháng bị suy yếu nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, gian nan thử thách càng thêm quyết tâm hơn để phấn đấu vượt qua. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, kiên quyết theo đuổi mà mục tiêu mình đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, biết cách đúc rút kinh nghiệm và thất bại từ những người đi trước. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tinh thần làm việc hứng khởi, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nên quan tâm tới sức khỏe của mình khi thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 89, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu báo hiệu cho bạn đang có được nhiều may mắn trên con đường tài lộc của mình ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dậu Hợi, nếu như bạn đã chăm chỉ làm việc trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và đây là lúc bạn xứng đáng được nhận phần thưởng cho mình, và bạn hãy coi đó là động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai của mình nhé.
Trong ngày này, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán cũng có được một ngày khá bận rộn khi bạn đang có được đơn hàng tới tấp về tay, khách hàng nườm nượp. Bạn mệnh có nhiều kế hoạch muốn triển khai trong khoảng thời gian tới và thành công ngày hôm nay cũng củng cố thêm quyết tâm cho những dự định có thể trở thành hiện thực của bạn về mai sau nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại chẳng được như ý muốn. Với bạn tuổi Hợi, có thể sẽ cảm thấy nửa kia của mình không thực sự hiểu ý được mình. Và nếu như có bất mãn ở trong lòng thì bạn nên nói ra để cho đôi bên cùng giải quyết cho lòng được nhẹ nhõm hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, thành quả ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho những vất vả, nỗ lực của bạn trước đó. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tài lộc gặp nhiều may mắn nhờ chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, thành tựu ngày hôm nay càng củng cố thêm quyết tâm cho những dự định trong tương lai của bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đối với những người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều tin vui, đơn hàng tới tấp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm không được như ý, đôi bên không hiểu được nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 82, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.